Bộ phim hôm nay dựa trên một câu chuyện có thật, luôn được đánh giá là bộ phim Hàn Quốc hay nhất thời đại. Nữ luật sư này đang bào chữa cho một vụ án xảy ra cách đây 20 năm, vụ án ấu dâm từng làm chấn động Hàn Quốc. 20 năm trước, nam chính Yong-gu và con gái nhỏ Ye-sung đang nhìn chằm chằm vào một cửa hàng. Bởi vì cô bé này rất thích chiếc ba lô có hình thủy thủ mặt trăng. Ông bố vui mừng vì ngày mai lĩnh lương là có thể mua cho con gái rồi. Thế nhưng vừa nói xong thì đã có người mua và mang đi mất. Yong-gu ngây thơ xông vào cửa hàng nói, xin đừng mua nó. Ông bố nhà giàu kia nhìn nam chính tỏ vẻ khinh thường. Vì ông ta giàu, còn Yong-gu thì nghèo hèn. Yong-gu van xin cô bé trả lại chiếc ba lô. Ông bố kia nhìn thấy Yong-gu thì rất ngứa mắt, lao vào đấm thẳng mặt Yong-gu. Về cơ bản, tên giám đốc không muốn người nghèo động vào làm bẩn con hắn. Hai bố con nhà nghèo buồn giàu chỉ đánh thức cả đêm. Yong-gu hứa nhất định sẽ tìm mua được chiếc cặp sách đó. Ye-sung mỉm cười, bố ơi không cần vậy đâu. Phải nói thêm rằng, Yong-gu tuy làm bố nhưng tâm hồn ngây thơ chỉ như đứa trẻ 3 tuổi. Cô bé biết bố mình nghèo nên rất biết điều, luôn chuẩn bị nước nóng và dặn dò bố cẩn thận trước khi đi làm. Và đúng hôm nay là ngày nam chính được lĩnh lương, việc đầu tiên anh nghĩ tới là phải đi mua cặp sách cho con gái. Đúng lúc này, cô bé hôm qua bước đến, cô bé muốn chỉ cho Yong-gu cửa hàng đang bán chiếc cặp sách này. Ngay lập tức, bé gái dẫn Yong-gu đi mua, vì chạy nhanh mà em bị trơn trượt và ngã xuống. Yong-gu vội vàng hô hấp nhân tạo để cứu em bé kia, khiến một người phụ nữ đi ngang qua hiểu lầm rằng Yong-gu giết người và vội vàng chạy đi báo cảnh sát. Ye-seung không biết bố mình đã bị bắt nên cứ chờ mãi tới đêm. Phía bên này, cả sở cảnh sát đã nhốn nháo. Lũ cảnh sát chỉ nghe thoáng qua là Yong-gu giết và hiếp một đứa trẻ, lập tức bị cảm xúc vùi lấp lý trí mà lao vào đánh Yong-gu. Phóng viên vì muốn giật tít thu hút công chúng, chưa có kết luận vụ án đã tự kết luận rằng đây là một vụ trả thù, giết hiếp đứa trẻ chỉ vì bị giám đốc kia mua mất cặp sách. Người dân nghe thấy tội phạm ấu dâm đã cực kỳ phẫn nộ. Lập tức, cảnh sát cho dựng lại hiện trường, bắt Yong-gu phải thực hiện lại hành vi hôm trước. Vì Yong-gu ngây thơ nên cảnh sát bảo gì cũng làm theo. Trước tiên là hô hấp nhân tạo, rồi cởi quần cô bé cho máu huyết lưu thông. Tên cảnh sát nói, mau cởi quần của anh ra nữa, rồi chúng tôi sẽ cho về nhà gặp lại con gái anh. Yong-gu ngây thơ nên tất nhiên chỉ biết nghe lời. Tất cả mọi người đều mặc định Yong-gu đã hiếp và giết cô bé. Nên mấy tên cảnh sát khốn kiếp cũng muốn làm cho qua, bởi cô bé đã chết là con của sở trưởng cảnh sát. Nếu để nguyên nhân là đường trơn trượt sẽ không hài lòng ông ta. Người dân lại tin tưởng 100% và ngày càng phẫn nộ. Phía khác, chúng ta có trưởng trại Giang Minh Khoan là một người chính trực. Chỉ nghe qua có phạm nhân giết người và hiếp dâm trẻ em, trong lòng đã nổi lên một cơn căm giận phừng phừng. Yong-gu thì chỉ lo cho con gái ở nhà sẽ buồn nên một mực lao đến gọi điện. Trưởng trại không thể chịu nổi được nữa mà lao đến đánh Yong-gu tới tấp, rồi tống anh vào buồng giam số 7. Một phòng giam chỉ dành cho những người phạm tội nặng nhất, trong đó có ông trùm xã hội Giang Ho. Khi biết được tội danh của Yong-gu là hiếp giết bé gái, đến cả bọn tội phạm khét tiếng cũng không chịu nổi cơn điên. Mọi người không biết Yong-gu bị oan nên trùm chăn vừa đánh vừa chửi, bởi đây được coi là tội đáng khinh bỉ nhất. Phía bên này, Ye-seung đã được đưa vào trại trẻ mồ côi. Nam chính nhớ con chỉ biết viết tên con mình lên cát. Ông trùm tội phạm Giang Ho tuy đi tù nhưng có quan hệ rất tốt với cai ngục. Giả vờ ném bóng ra ngoài, rồi chỉ vài giây sau là quả bóng được ném trả lại và bên trong là rất nhiều đồ tiếp tế. Yong-gu lúc này nhìn thấy một kẻ đang mài vật nhọn, có vẻ chúng đang muốn giết đại ca. Yong-gu chạy tới đỡ cho Giang-ho một nhát, chấp nhận lấy thân mình hy sinh cứu người. Sau việc này, Giang-ho rất muốn trả ơn, hỏi nam chính cần gì anh có thể đáp ứng. Tất nhiên, Yong-gu chỉ cần một điều, đó là gặp được con gái Ye-sung. Rất nhanh chóng, nhờ mối quan hệ của mình, đại ca Giang-ho đã sắp xếp được một buổi biểu diễn có cả Ye-sung trong trại giam, rồi túm luôn cô bé, cho vào hộp xốp để cho anh tóc dài vận chuyển đi. Trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng Ye-sung cũng vào được phòng giam. Khoảnh khắc này, hai người vui sướng tột cùng. Sao bố lại biến mất mà chẳng nói gì với con? Mà sao chỉ mới vài hôm mà con đã gầy sọp hẳn đi vậy? Anh áo xanh sợ bị phát hiện sẽ tăng hình phạt nên vội vàng hét lớn, báo quản tù đến kiểm tra. Tình hình lúc này không biết xử lý ra sao nữa. Cô bé vội vàng núp dưới cánh cửa nhìn bố. Đúng lúc anh này định báo cảnh sát, cô bé nhìn lên với ánh mắt đẫm lệ khiến anh đổi lòng. Anh liền bảo mình muốn xin thêm một cái bánh mì mà thôi. Chỉ là một cái bánh mì mà mày la hét thấy gớm. Thế là cả phòng nhét cho anh một cái bánh mì vào mồm. Hai bố con yêu thương nhau hết mực. Nhưng có chuyện đột xuất nên đoàn nghệ thuật phải rời đi sớm. Mọi người phải mau chóng trả lại Ye-sung. Cô bé cứ quấn lấy bố, nhất định không chịu rời đi. Yong-gu đành phải hứa rằng con phải đi học, rồi nhất định cuối tuần chú Giang-ho sẽ đưa con vào đây. Cuối cùng, Yong-gu ngoắc tay bắt đại ca phải hứa.
tóc dài phải đưa cô bé rời đi, nhưng tiếc rằng họ ra quá muộn. Kết quả là cô bé cũng trở thành tù nhân. Chưa bao giờ hai bố con ở tù mà lại vui đến như vậy. Chỉ khổ các đại ca lo lắng vã hết cả mồ hôi. Bây giờ khó khăn nhất làm sao để đưa cô bé ra ngoài. Con xin lỗi, chỉ vì con muốn gặp thủy thủ mặt trăng. Bố nhớ nói rõ ràng với ngài thẩm phán nha bố. Tất nhiên rồi, bố có phải người xấu đâu mà con. Đột nhiên nửa đêm, cai ngục điểm danh đột ngột. Cả phòng nháo nhào tìm cách giấu Giê-xung. Cai ngục nói rằng vừa nghe thấy một giọng con gái. Hết cách rồi, anh tóc dài lại phải giả vờ bị bê đê. Nhờ vậy, cô bé lại được sống với bố thêm một ngày. Nhờ có Giê-xung làm trò nhí nhảnh mà cuộc sống của mọi người ở đây chưa bao giờ vui vẻ như thế. Hôm sau nghe tin có cha xứ đến nhà tù giải tội, mọi người phối hợp để đưa Giê-xung ra ngoài, cho cô bé mặc đồ múa hôm nọ rồi mang cô đến. Nhưng đột nhiên em bé há hốc mồm. Hóa ra không phải là cha xứ mà là các nhà sư. Hai đạo giáo khác nhau thì trà trộn thế nào được? Kết quả là lại phải đưa Giê-xung về phòng. Trưởng trại đang xem lại ảnh buổi biểu diễn hôm nọ, phát hiện ra có một cô bé đâu mất rồi. Ngay lập tức, cai ngục tiến hành dò xét, rồi ngó xuống dưới nhưng không thấy Giê-xung đâu. Hóa ra là hai anh bạn này đã kịp bế cô bé lên, cũng vừa lúc trưởng trại thò mặt vào. Trưởng trại Mi Hoan tức giận, lôi Yung-gu ra ngoài. Trời mưa to thế này con gái tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Min Hoa phẫn nộ, mày giết đứa khác nhưng lại lo lắng cho con gái mình ư, thật là một thằng chó má. Vì chuyện này mà tất cả mọi người trong phòng đều bị phạt, còn Yung-gu thì bị nhốt vào phòng giam tối tăm. Vừa được một lúc thì trại giam xảy ra hỏa hoạn vì một tên điên lấy xăng phóng hỏa khắp nơi. Trưởng trại ra lệnh thả hết phạm nhân ra sân tập trung, còn bản thân mình thì ở lại phá cửa, rồi cứ thế xông vào căn phòng đang cháy để bắt tên kia. Nam chính thấy căn phòng cháy lớn nên muốn cứu trưởng trại, không nghĩ gì mà cứ thế liều mình xông vào đám lửa. Khi tỉnh lại, Min Hoa biết nam chính là người ra tay cứu mình, anh bắt đầu nghi ngờ. Một kẻ hiếp dâm giết người liệu có xả thân để cứu người khác hay không? Còn cô bé Giê-xung thì rất thông minh, nhờ cô giáo đưa đi thăm bố, với danh nghĩa là đi tham vấn phụ huynh học sinh. Con gái xinh đẹp mà cô giáo cũng xinh, nếu không phải đi tù thì có khi chúng ta đã là một gia đình rất đẹp. Tất cả cảnh này trưởng trại đều quan sát hết. Ông cũng có con nên hiểu được, một người tình cảm như vậy chắc chắn sẽ không thể ra tay giết người. Chắc hẳn là phải có uẩn khúc gì đó. Vì không được thăm bố nên Giê-xung bị ốm phải nằm viện. Trại trẻ mồ côi cũng từ chối chăm sóc Giê-xung. Chú ơi, chú có thể bắt giam cháu vào cùng với bố được không? Câu nói này thực sự đã làm tan chảy trái tim của Min Hoa. Anh trực tiếp cho giám thị đem một hộp quà vào cho Yung-gu, và bên trong chính là cô con gái Giê-xung bé bỏng. Cô bé Giê-xung bắt đại ca Yang-ho đọc truyện cho nghe, nhưng đại ca lại không biết chữ nên cứ ỡm ở. Đại ca mau đọc đi, sao cứ như cái thằng mù chữ vậy? Ngày nay ai mà chả biết đọc, thậm chí Tinh Tinh với chó mèo chỉ 3 tháng cũng học được chữ rồi. Thằng nào mà không biết đọc chắc không phải con người luôn. Ở thôi, đánh cử tiếp đi. Trưởng trại Min Hoa đi gặp cảnh sát để tìm hiểu về vụ án của Yung-gu. Khi đọc hồ sơ, anh liền phát hiện ra nhiều điều nghi vấn. Một kẻ ngốc như đứa 3 tuổi làm sao có thể viết được bản tường trình liền mạch như thế này. Cô bé Giê-xung thì đang dạy chữ cho đại ca Yang-ho. Đại ca viết sai chữ nên bị đám đàn em tranh thủ chửi ngốc. Đến cả Yung-gu còn viết giỏi hơn. Sau một thời gian luyện tập chăm chỉ, Yang-ho cuối cùng cũng đã biết chữ. Giê-xung biết có một chú nhớ vợ đang mang thai sắp đẻ nên mượn bạn một chiếc điện thoại mang vào. Quả nhiên là đã gọi về được cho người vợ. Cũng vừa lúc cô vợ mới sinh con xong, mà đang gọi thì sóng ở đây yếu quá. Phải cho vào bồn cầu thì mới có tín hiệu. Vậy là người vợ ở nhà vừa sinh hạ được một cô con gái. Quả nhiên là cuộc điện thoại hạnh phúc nhất trần đời. Hóa ra là cô bé Giê-xung đã mượn điện thoại của bạn trai ở lớp. Vì sắp đến ngày ra tòa xét xử, cai ngục cũng chạy theo động viên phải khai báo rõ ràng. Yung-gu nhớ lại hôm đó cô bé trượt chân ngã, cú trượt mạnh khiến đầu đập, máu chảy ra nhiều. Cả nhóm cùng dựng lại hiện trường để điều tra cho rõ. Cuối cùng thì cũng phát hiện ra nguyên nhân tại sao lại đập đầu. Hóa ra là do cái cặp sau lưng khiến đầu bị đập khi ngã ngửa. Mà hôm đó trời lạnh, âm 18 độ C. Có nghĩa là cô bé trượt chân ở vũng nước đóng băng. Hơn nữa, khi ngã lại có thêm viên gạch rơi xuống. Nhưng tại sao anh lại cởi quần cô bé ra? Thứ nhất phải mở thắt lưng để máu lưu thông. Thứ hai ấn ngực theo phương thẳng đứng. Thứ ba hô hấp nhân tạo và tát cho người ta tỉnh. Thì ra đây là khóa học an toàn khi Yung-gu đi làm công nhân. Nhưng vì đây là con gái của giám đốc sở nên cảnh sát ai cũng áp lực phải phá vụ án ngay, bắt Yung-gu nhận tội để giữ lấy ghế. Trưởng trại đến gặp giám đốc công an xin điều tra lại, nhưng ông giám đốc đã bị nỗi căm hờn che lấp lý trí, chỉ muốn nam chính nhất định phải xử tử ngay.
còn nam chính đang được các bạn tù tập luyện cho, học thuộc lòng những gì là sự thật để khai trước tòa, học cả ngày cả đêm, kể cả là khi đi vệ sinh, chỉ cần nói ra những gì là sự thật. Nhưng với trí tuệ của Jung-gu, đây là một vấn đề quá lớn. Hơn nữa, còn có lời khai về việc đám cảnh sát bắt anh cởi quần. Nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Jung-gu cũng học thuộc được lời khai. Luật sư của Jung-gu cũng đến, nhưng khốn nạn thay, tên luật sư này sợ phật lòng giám đốc kia nên nói rằng anh phải chết thì con gái anh mới được sống, bỏ mặc Jung-gu chẳng thèm lấy lời khai. Trưởng trại đưa thêm bằng chứng thì hắn cũng gạt bỏ. Tôi còn phải lo giữ lấy miếng cơm manh áo của mình. Ngay sau đó, Jung-gu được đưa tới phòng chờ xét xử. Giám đốc sở cảnh sát vào thăm, liên tục đấm vào mặt Jung-gu, liên tục đe dọa rằng nhất định phải chấp nhận hình phạt, nếu không hắn sẽ hiếp và giết con gái của anh. Giám đốc làm vậy vì sợ Jung-gu sẽ thắng kiện. Đến lúc ra tòa, thẩm phán hỏi anh có nhận tội không. Jung-gu thật sự không biết nên làm sao nữa. Anh chỉ một mực yêu thương con gái hơn chính bản thân mình. Anh chỉ sợ nếu mình nhận tội thì con gái sẽ gặp nguy hiểm. Kết quả là anh đã nhận tội. Cả căn phòng bàng hoàng, sửng sốt. Người nhà của nạn nhân thì gào thét căm phẫn, chửi rủa. Còn Ye-sung tội nghiệp thì không hiểu chuyện gì. Nam chính quay lại nhìn con gái, tiếp tục nhận tội để giữ an toàn cho cô bé. Trưởng trại tinh ý đã biết Jung-gu bị đe dọa trước khi xét xử, lập tức yêu cầu luật sư bào chữa mau lên. Nhưng hắn chỉ biết giữ im lặng để giữ lấy ghế của mình. Tên giám đốc nghe đến đây đã thỏa mãn vì mọi thứ đã đi theo đúng ý của hắn. Còn tên luật sư chỉ vì sợ mất chức, cảnh sát cũng chỉ sợ mất lòng cấp trên. Bọn chúng đã lợi dụng Jung-gu là kẻ ngốc, dựng lên những chứng cứ không có thật để phá án cho nhanh. Quan tòa thì cũng là bạn của tên giám đốc, lập tức tuyên phạt tử hình cho hài lòng tên giám đốc kia. Sau khi tuyên án, Jung-gu được Ye-sung đến thăm. Lần này, cô bé khoe mình thi được tận 100 điểm, còn tham dự vào ca đoàn thiếu nhi để mong được vào trại giam hát cho bố nghe. Nhanh chóng, ngày thi hành án tử của Jung-gu được ấn định, mà Jung-gu và mọi người còn chưa hề hay biết. Trưởng trại vội vàng báo tin để cô giáo cho Ye-sung vào thăm, xin cô giúp đỡ vì đây là lần cuối. Nhìn thấy Jung-gu tốt bụng sắp bị xử tử, cả nhóm không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Họ nảy ra ý tưởng làm khinh khí cầu cho Jung-gu trốn trại. Lập tức công việc được mau chóng tiến hành, tất cả các tù nhân đều đồng tâm hiệp lực. Rất nhanh đã đến ngày biểu diễn của ca đoàn thiếu nhi. Ye-sung và mọi người đang hát mừng Giáng sinh. Ngày mà Jung-gu bị xử tử là 23 tháng 12, cũng chính là ngày sinh nhật của cô con gái. Các tù nhân đã cố tình tổ chức nên tiết mục nắm tay này. Tất cả cùng ra ngoài hướng thẳng đến khinh khí cầu như một niềm hy vọng dành cho những người không còn ai quen biết và không trông cậy được vào ai. Rồi thả dây buộc để khí cầu bay lên. Tất cả mọi người đều mong Jung-gu được sống. Bất chợt, cai ngục nhận ra tiết mục này có gì đó không ổn. Khinh khí cầu sắp đưa hai bố con vượt ngục mất rồi. Khí cầu bay lên như một tia sáng lé loi nơi cuối con đường, đại diện cho hy vọng của người dân thấp cổ bé họng. Nhưng niềm hy vọng đó mau chóng bị thực tế phũ phàng vùi dập, bởi sợi dây thừng đã bị mắc vào hàng rào gai. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngày hôm sau đã là ngày thi hành án của Jung-gu, và anh đang ăn bữa cuối. Vì là sinh nhật con gái nên ai ai cũng tặng quà cho cô bé. Jung-gu tặng cho con một chiếc cặp thủy thủ mặt trăng. Nhìn cảnh này, người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải rơi lệ. Trưởng trại bất lực xé nát tờ khai đầu hàng dối trá. Phía bên này, hai bố con cũng chào tạm biệt mọi người. Ye-sung về đi học, còn người bố bị đem đi xử tử. Cô bé Ye-sung không biết cha mình sắp chết, cứ vui vẻ ôm lấy người cha như mọi ngày. Hôm nay con về đi học vui vẻ nha. Bố cũng ở lại mạnh giỏi nha. Con sẽ về nhà và kiếm thật nhiều điểm tốt rồi trở lại thăm bố. Hai bố con cùng chào nhau bằng cái vẫy tay quen thuộc. Cô bé đếm để đợi bố quay lại. Nhưng lần này đếm mãi mà sao không thấy. Jung-gu không thể chịu nổi mà chạy quay lại. Đó là toàn bộ câu chuyện mà cô bé Ye-sung tường thuật lại. Quan tòa sau một hồi thảo luận cũng đưa ra phán xét cuối cùng, thừa nhận toàn bộ sai phạm của phía cảnh sát. Jung-gu được tuyên bố vô tội sau 20 năm bị xử án oan. Ye-sung cũng đồng ý tha thứ cho toàn bộ bên cảnh sát vì đã giết cha cô, bởi trong trái tim trong sạch của hai bố con này không hề có chỗ chứa cho lòng thù hận. Bộ phim hoàn toàn dựa trên câu chuyện có thật. Thực sự là một điều kỳ diệu nơi phòng giam số 7, nơi 6 người dưới đáy xã hội đã cùng biến đổi nhờ tình yêu của hai bố con, rồi lan ra khắp trại giam, ai ai cũng thấy ấm áp.